Thưa quý vị, từ đầu năm 2019, liên tiếp các đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng lượng hàng thu giữ tới trên 3 tấn ma túy đá, hàng tấn heroin và hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Vậy số lượng ma túy này vào Việt Nam để tiêu thụ hay trung chuyển sang các nước khác? Tội phạm ma túy sử dụng những phương thức thủ đoạn nào? Hậu quả sẽ ra sao nếu hàng tấn ma túy này phân phối ra thị trường? Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, chỉ riêng trong quý 1 năm 2019, các lực lượng chức năng đã triệt phá thu giữ số lượng ma túy nhiều hơn cả năm 2018. Trong mẫu dữ bắt giữ thì số lượng ma túy lên đến hàng trăm ký, thậm chí được tính bằng tấn. Đây là con số chưa từng có trong các vụ bắt giữ ma túy tại Việt Nam những năm trước. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng thu giữ 294kg ma túy đá. Trong hai ngày 20 và 27 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị liên quan liên tiếp triệt phá hai vụ tàn trữ, vận chuyển ma túy lớn, thu giữ gần 300kg ma túy tổng hợp và 900 bánh heroin. Tháng 4, tại Nghệ An, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,3 tấn ma túy vào các ngày 15 và 17 tháng 4. Cũng trong tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét một số nơi. Qua hai lần bất ngờ ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng 1,1 tấn ma túy đá được đựng trong các thùng carton. Mới đây nhất, chiều ngày 11 tháng 5, hàng trăm trinh sát của cảnh sát ma túy Bộ Công an phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, công an Bình Dương đánh án thu giữ 500kg ketamin là một dạng ma túy tổng hợp. Bây giờ xu hướng của đối tượng ấy là dùng ma túy tổng hợp thay cho các loại ma túy bán tổng hợp và ma túy tự nhiên truyền thống trước đây, bởi vì nó dễ làm và cảm giác là nó mang lại cái cảm giác ảo giác rất là lớn nhất và đi kèm với nó là cái tác hại rất lớn. Thế thì qua công tác thực tế này thì tôi thấy rằng là cái ma túy tổng hợp dạng đá bây giờ là cái số lượng tiêu thụ nhiều nhất. Nhiều lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây lớn nhưng tình hình không thuyên giảm mà ngày càng phức tạp hơn. Ma túy được sản xuất tại khu vực Tam Giác Vàng bằng rất nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi vận chuyển qua Myanmar, Lào, Campuchia, sau đó vượt biên giới vào Việt Nam. Hàng sau khi được tập kết ở Việt Nam sẽ được chia một số lượng nhỏ tiêu thụ trong nước, còn lại phần lớn sẽ xuất đi Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Úc, Mỹ, Canada bằng nhiều đường khác nhau. Trước đây từ Trung Quốc về Việt Nam, xong để đi nước thứ ba. Nhưng gần đây thì cái tuyến Việt Nam Trung Quốc, cái lượng ma túy vào Việt Nam thì giảm so với địa tuyến Lào và tuyến Campuchia. Cái nguyên nhân thì có thể là cái tuyến đường mà các đối tượng buôn bán ma túy vận chuyển qua Việt Nam là một trong tuyến đường mà đối tượng là xác định là thuận lợi hơn các đơn vị các nước khác. Đây là những cái đường dây lớn nó liên vận quốc tế. Những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu nó là người nước ngoài, nó ở nước ngoài, nó tổ chức các cái đường dây từ Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia vào Việt Nam. Tội phạm ma túy là loại tội phạm ẩn, liều lĩnh và cực kỳ lưu manh, sẵn sàng chiến đấu sống còn với cảnh sát. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, những tên cầm đầu bị bắt trong các chuyên án lớn vừa qua chủ yếu là người Đài Loan, Trung Quốc. Còn điều hành cả đường dây lớn thì ở nước ngoài điều hành, không phải là người Việt Nam, nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc hợp tác quốc tế cùng truy quét tội phạm ma túy mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế do cơ chế chính sách mỗi nước khác nhau.